Rồi, xin cảm ơn anh em trở lại kênh của mình nha. Hôm nay thì chiếc ghe thu mua cá phân này đã hoàn thành sửa chữa xong hết rồi, thì chuẩn bị là cơi xe để cho em nó xuống nè. Mấy anh trong đội cơi xe đang làm việc nha. Chiếc này thì mình đoán nó khoảng ba mấy tấn nè, không nhiều đâu. Cái vỏ này nè có ba mươi mấy tấn đổ lại thôi ha, 35 tấn đổ lại thôi, cũng nhẹ à. Cái chiếc này nó khác ba game cái chiếc tàu cá, cho nên là cái phần cơi xe nó cũng hơi khó. Rồi đang thả đội luôn. Chiếc này ăn tiền công cũng ít rồi, đón đón cũng khoảng được chưa? 7 triệu đô la. Thả rồi cho nó xuống luôn. Xuống rồi nè. Rồi để chiên. Rồi chiên đi. Còn lỗi ha. Mỗi công việc đều có cái mức độ phức tạp của nó nha các bạn. Mình thấy như vậy thôi chứ nhiều khi vô làm mới biết cái độ khó của nó. Nó phải dễ ăn nè. Mỗi nghề được có cái khổ riêng của nó. Lúc ngoài được không? Dạ, lúc ngoài được không? Lúc kia được. Gọi đó. Rồi, nhẹ hai bên luôn đi. Rồi, tới cái mức đó là hết trở được nha các bạn ha. Làm dấu ký hiệu từ cái mức đó xuống nha các bạn. Trở hơn là ra ngoài biển gặp sóng là phải đuối nha. Xong thả hết luôn. Rồi miếng này nóng rồi, lấy nóng rồi. Ép xuống hết, gỡ đội ra. Xong đem đội ra. Tại thì bữa nay ngày 16 âm lịch nha các bạn. Hụ thì có cúng gà. Chung cầu cho mọi việc suôn sẻ ha, làm ăn thì thuận lợi. Ở đâu cũng vậy các bạn, cũng phải tin vào tâm linh nha. Rồi chuẩn bị kéo ngang em nó nè. Kéo ngang cho ngay cái đường ray rồi mới gịch em nó xuống ha. Hiện tại thì đang xả dây cáp ra ha, rồi gịch em nó. Quen nè, đôi tay này quen, không đeo vào tay được các bạn.
chút xíu nữa. Cái nữa, cái nữa. Ô hay quá. Im rồi đó. Còn ở đằng đó chưa kìa. Đúng rồi. Ở sau thì ấy. Cái này nó hơi xéo nè các bạn. Chưa chưa? Chưa, nhẹ cái nữa phải không? Nhấp nhẹ thì lẹ tay á. Vậy cho mày qua mày coi coi. Còn đây nó cũng hơi bị xéo nè. À, nhẹ không? Ừ. Rồi. Ok. Rồi xả đi. Ok. Nó xe sau vừa đó. Xe sau nó gỡ ra rồi nha. Còn xe trước này thì bấm nhẹ nhẹ. Nổ không? Nổ quá hay, cái lên cái trời. Rồi bây giờ cho kéo nó xuống này nha. Cũng gần xong nha các bạn. Ngập bánh lái. Từ từ. Đang thả dây trên xuống ha. Nghĩ dùng cái máy kéo. Nó có chiều dốc á, thả xuống từ từ ha. Thì giờ chiếc này nãy mình hỏi là cũng khoảng 5 triệu mấy tiền công đó các bạn ha. Đón đón gì đó. Cái anh bên thợ kéo đẩy á, bên chủ nhóm kéo đẩy anh nói gì. Chiếc này hiện tại là mình đón nó chứa là khoảng bốn mấy tấn cá phân nha các bạn ha. Chứa được cỡ 40 tấn cá phân đó. Rồi nãy giờ mình cũng đã quay sơ lược cho bạn coi ha. Rồi cái cách mà người ta cho em nói xuống nghề như thế nào thế nào. Thì chiếc này hạ dây xuống là xong, chạy ra là xong. Hẹn các bạn clip sau nha. Bye bye, hẹn gặp lại nha. Chưa rồi giờ ăn cơm nha anh em. Bye bye nha. Sáng giờ canh có nhiều.